đang vào bếp á, lục cái tỏi này mua lâu quá rồi nó muốn dợp rồi, với lại nó muốn hư á, cho nên là mình lục mình lấy ra hết để mình ngâm giấm ăn. Ngâm giấm như vậy mình ăn nhiều món lắm, phở hủ tiếu gì á, nói chung mà mình bỏ ra cái tỏi ngâm giấm vào vô ăn rất là bắt, rất là ngon. Cho nên là giờ mình lục hết, mình lột ra như vậy nè. Mà nếu như các bạn nào muốn làm cái loại tỏi giấm này nè thì mua cái củ tỏi tép thiệt là lớn ha, hoặc là cái tỏi cô đơn á thì nó thịt nó nhiều, nó làm nó nhanh rồi nó ngon nữa. Còn có nếu mà cái tỏi kia thì nó nhỏ quá cho nên là mình làm cực lắm. Bây giờ mình lột xong mình bỏ 3 muỗng muối vô đây, mình trộn như vậy nè, để khoảng chừng 15 20 phút á, để cho nó dịu dịu cái củ tỏi này nè, nó bớt nồng á. Sau đó là mình mới đi xả đó, bây giờ mình cho nước vào mình xả nè. Rồi bắt đầu mình để cho thật là ráo ha, rồi bắt đầu mình đi nấu giấm nè. Cho 300 ml nước nè, giấm ở nhà cho phải nước, rồi 250 g đường, nấu cho nó tan đường ra. Thì mình mua cái loại giấm mà giấm nuôi á thì nó sẽ ngon hơn. Khi mà mình nấu cho nó tan đường rồi mình để nước giấm thật là nguội nha. Bây giờ cái hũ keo này mình khô, rửa khô ráo rồi, bắt đầu cho tỏi vào cái hũ keo. Làm cách làm rất là đơn giản nhưng mà cái củ tỏi rất là giòn, rất là ngon. Mà trong vòng ngâm chừng 3-4 ngày là ăn được rồi nha. Đó, nước giấm nó nguội rồi thì mình sẽ cho vô đây. Và mình lấy cái đồ mình đè xuống á, để cho nó ngập nước á. Lấy cái ly nè, dằn xuống nè đó. Như vậy á, nó mới ngập ngập thì nó mới thấm đều ha. Rồi, đậy nắp lại. Thì khoảng chừng 3-4 ngày là bắt đầu tỏi nó thấm rồi, mình ăn được rồi đó. Lúc đó thì mình bo chọn